nó thuộc về công viên Phú Lâm của quận 6. Đó là có người đường dây họ chỉ lại ngay cái người đó, là mình đưa chụp cái hình là người ta sẽ đưa giao mình lại miếng giấy như vậy luôn. Ai mua cũng được hết, già hay trẻ gì cũng đều mua được. Khoảng 1-2 ngày là nhận được rồi. Nhưng mà nó không lấy tiền trước, chừng nào đưa hình thôi rồi mới 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 2-3 ngày sau nó điện cho mình là nhận có cái này gì rồi. 500.000 một miếng à? Đó là lời kể về việc làm chứng minh nhân dân giả của nam thanh niên tên Nguyễn Quốc Phong ở phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục làm việc với Phong để làm rõ hành vi chuyên dùng chứng minh nhân dân giả để thuê phòng trọ, nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi trộm cắp. Công an phường Trần Phú cũng đang phối hợp với lực lượng công an ở các tỉnh khác để củng cố hồ sơ về hành vi trộm cắp của Phong, đồng thời điều tra về đường dây làm giả giấy tờ tùy thân. Tối ngày 9 tháng 6, Công an phường Trần Phú cùng các đơn vị liên quan kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn thì phát hiện có một người sử dụng chứng minh nhân dân giả. Làm việc với công an, người này khai nhận tên thật là Nguyễn Quốc Phong. Tại phòng trọ của Phong, lực lượng công an đã phát hiện một chứng minh nhân dân thật của Phong cùng hai chứng minh nhân dân giả. Nhiều hình thẻ của Phong, các chứng minh nhân dân này có dán hình giống nhau nhưng thông tin về tên tuổi, hộ khẩu thường trú lại khác nhau. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện Phong mang theo 3 điện thoại di động, 4 triệu đồng tiền Việt Nam và nhiều ngoại tệ. Phong khai nhận cách đây khoảng 1 tuần, Phong từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe khách đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định rồi sử dụng các chứng minh nhân dân và tên họ giả để thuê phòng ở các nhà nghỉ, homestay. Lợi dụng khi khách sơ hở, mất cảnh giác, Phong lén lấy tiền điện thoại di động. Tại mỗi tỉnh, Phong thực hiện vài vụ rồi di chuyển đi tỉnh khác. Phong cũng khai là đã làm chứng minh nhân dân giả ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.